Xin chào các bạn, hôm nay otv.vn xin giới thiệu các bạn sản phẩm máy lọc nước Aquastar AS8000. Đây là máy lọc nước nano không dùng điện, không nước thải, thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Malaysia. Máy gồm 6 cấp lọc các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu bạn là otv.vn sẽ giới thiệu các bạn tổng quan sản phẩm và hướng dẫn các bạn cách lắp đặt nhé. Tên thương hiệu, tem chống hàng giả, mặt trên, mặt trước sản phẩm, mặt ngang. Mặt ngang này gồm có in là nước vào, ao là nước ra cái vòi này. Trước của chúng tôi, đây là cái lắp để đậy lên trên chúng ta nhấc ra. Máy thì theo các phụ kiện gồm có là vòi máy lọc nước này. Tay vặn là lõi số 1 gồm siêu mic này, khẩu khóa trên nước, phiếu bảo hành này, hướng dẫn sử dụng này. Dây cấp, hướng dẫn sử dụng và dây cấp. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn là tổng quan sản phẩm nhé. Đây là loại số 1 này, loại gốm ceramic. Thời hạn sử dụng khoảng 2 năm hoặc là khi vào bẩn thì các bạn sẽ tháo ra vệ sinh. Loại số 1. Loại số 2 màu vàng là loại ca trông là mềm nước. Thời gian thay lõi là 10.000 lít nước sử dụng hoặc là sau 1 năm. Các bạn tháo ra thì vặn ngược kim đồng hồ. Vặn ngược kim đồng hồ nó ra, nắp vào này, theo kim đồng hồ nó vào. Đây là loại số 3. Loại số 3 này thì thời gian sử dụng cũng là 10.000 lít hoặc là sau 1 năm. Đây là loại đá khoáng. Số 3. Tiếp theo là loại số 4 này. Loại số 4 là loại alkali cân bằng độ pH và đá năng lượng. Loại số 4 này thì các bạn không phải thay thế hoặc là sau 10 năm sử dụng. Không phải thay thế. Loại số 5. Tiếp theo loại số 5. Loại số 5 là đá khoáng tourmaline. Tạo năng lượng này, đây là sẽ sau 5 năm sử dụng, số đã ghi rõ trên thông số trên loại sản phẩm. 5 năm sử dụng được thay. Tiếp theo là loại số 6 này. Là loại nano silver, nó nói diệt khuẩn thì cũng là 20.000 lít nước hoặc là sau 3 năm là các bạn phải thay thế. Đây là cái đế của máy lọc nước này, đế CD máy vào ra. Mỗi một cái lõi nó sẽ đế nó sẽ có màu khác nhau các bạn nhé, các bạn phải lắp đúng. Đây chúng tôi sẽ lắp lại các bạn nhé. Loại số 6 này, tím ở đây. Các bạn ấn xuống nó có cái khớp này này. Sẽ vào mấy cái ngoàm này, các bạn ấn xuống và các bạn vặn cái đồng hồ nó vào. Đấy. Sau các bạn thay lõi thì các bạn mua lõi mới về và cho cái lõi cũ ra và thay lõi mới vào nó khá là dễ. Đây lõi số 5 nó có màu nhá các bạn nhé. Đấy, ấn là khập cái này được. Số 4 này. Đấy. Nắp vặn rất dễ các bạn. Số 2 màu vàng. Đấy, ấn xuống và xoay cái đồng hồ nó vào. Số 3 cũng vậy. Loại số 1 thì cũng vậy thôi. Nhưng cái loại số 1 thì các bạn lưu ý là sau một thời gian sử dụng ấy, thì cái loại số 1 thì nó sẽ chất bẩn sẽ bám bên ngoài cái màng lọc của gốm ceramic thì các bạn phải tháo ra để vệ sinh. Khi nào nó bẩn hoặc là cái nước nó chảy chậm ấy, thì là báo hiệu là cái lõi số 1 này cần phải vệ sinh, thì các bạn cho cái tay vặn đi theo máy này này, nên chiếc ủ bên trên này đầu này vào, vặn ngược kim hồ là nó ra. Ngược kim hồ như này nó ra, còn vặn đây là vào, vặn ra. Sau các bạn vặn ra thì các bạn tháo cái lắp này ra, cho ra và cầm tay rút cái lõi này lên. Đấy, các bạn rút cái lõi lọc gốm ceramic này ra và các bạn vệ sinh lấy cái vải mềm, các bạn chà sạch cái bẩn bên trên bề mặt này đi, xong bạn cho vào. Đây, trong nó có cái lỗ rồi. Các bạn cho cái lõi này vào. Các bạn cho lõi vào, ấn xuống, ấn nhẹ nhẹ tay và xoay xoay một chút. Đấy, ấn xuống như thế này. Sau đó ấn xong thì các bạn cho cái ụp này vào. Trên này có cái rong đấy các bạn để ý nhé. Cho vào vặn cái kim đồng hồ. Cũng lấy cái tay vặn này. Vặn vào. Đấy, vặn chặt tay là được. Đấy. Đấy. Sau khi vặn xong, vệ sinh xong thì các bạn cho vào nó. Rất là dễ. Đấy, các bạn bắt vào. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Đây là máy lọc nước Aquastar AS8000 có gồm 6 cấp lọc. Thì đầu tiên là các bạn phải lấy cái khẩu khóa này,
các bạn chia nước. Đây. Các bạn sẽ cuốn băng tan một cái khóa này và cho vào cái lỗ này và các bạn xoáy lại, lấy mỏ lết xoáy lại. Xoáy lại. Còn một đầu đây là nó sẽ vào cái lớp cấp gen 21 vào nhà khách hàng. Đó, như này. Cho vào đây. In vào là dây trắng các bạn nhé, ao là dây xanh, là ra một ít cái vòi. Thì các bạn sẽ cho một đầu dây trắng vào đây. Các bạn sẽ tháo cái con ốc này ra, bạn cho vào cái dây này. Thì các bạn đã vặn đây rồi nhé, thì các bạn sẽ cho cái đầu dây này vào cái lỗ này và các bạn cho ốc này vào và lấy kìm hoặc mỏ lết các bạn vặn lại. Đây là chữ lấy nước, trích từ nước cấp, khẩu khóa. Sau đó còn một đầu dây còn lại các bạn nhé, các bạn sẽ cho vào cái in này vào, nhưng đây nhà xuất có một cái lẫy màu xanh, các bạn phải cho cái lẫy ra trước, hất cái lẫy ra, đó, hất cái lẫy ra, sau đó bạn cho cái dây này vào, ấn vào, đấy, ấn vào, các bạn muốn rút ra thì phải lấy cái móng tay giữ cái lẫy thì mới rút được ra nhé, đấy, giữ lấy cái móng tay giữ cái lẫy thì mới rút được ra, không rút được, ấn vào, không khập cái này được, sau khi ấn xong thì các bạn lấy cái lẫy này mới khóa lại thôi, mục đích của cái lẫy là để nó chắc. Còn một đầu là ao, nghĩa là ra đi cái vòi, các bạn cũng làm tương tự. Tháo cái lẫy ra. Tháo lẫy ra, cho một cái đầu dây vào, dây xanh vào. Sau đó các bạn cũng khóa lại, ấn vào. Đó. Còn một đầu sẽ ra đi cái vòi này các bạn có thể là gá trên tường hoặc là khoan vào chỗ cái bồn inox ấy. Để máy thông thường sẽ để ở dưới gầm tủ hoặc là để trên mặt đá của nhà khách hàng, thông thường để dưới gầm tủ. Thì các bạn sẽ cho một đầu dây vào đây, các bạn sẽ cho cái ốc này vào trước và cho cái con bi này vào. Đầu tiên các bạn cho ốc vào cái dây trước này, sau đó các bạn bước thứ hai cho con bi vào cái dây này và cái khớp bên cái này để nó chặn lại, nó chắc hơn. Bạn cho vào cái đầu này. Đấy, cho cái sau khi cho vào thì các bạn sẽ cho tất cả cái bộ này vào trong đít cái vòi và các bạn siết lại con ốc, cho cả cái bộ này đút vào đít cái vòi và cho vào ốc. Đây, cho cái này vào đây nhé. Đây là chúng tôi làm mẫu, chúng tôi chưa cho vào. Để cho vào nhé, nút ra khó. Đây, cho vào đây này. Còn bi ở giữa này. Xong cho vào đít cái vòi này. Xong các bạn lấy cái mỏ đấy, các bạn siết cái đít cái vòi lại. Thì nó lại ra cái vòi, mở vòi, đóng vòi. Còn những cái này là cái nót để gá cái vòi đó các bạn nhé. Gá trên, gá dưới. Và dưới nó con ốc này, nó siết cái vòi vào cái bồn rửa bát của khách hàng lại này. Con ốc này. Để nó giữ cái vòi này, mục đích để nó giữ cái vòi này. Sau khi bạn lắp xong thì các bạn sẽ cho cái lắp lên trên để nó lắp đi thôi. Thì sau khi lắp xong các bạn xả nước khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng để cho sạch tất cả mặt than và mặt đá khoáng thì là sẽ sử dụng được. Trong quá trình sử dụng thì một thời gian thì cái lõi gốm ceramic nó sẽ bẩn, các bạn phải tháo vệ sinh. Khi mà nước nó chảy chậm ấy, nó báo hiệu là cái lõi đã bẩn. Thì các bạn phải tháo cái lõi ceramic ra để các bạn vệ sinh như chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn lúc đầu. Vâng ạ. OTB.vn xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin cảm ơn.